Seven. Então, tá? Isso ali. Ó. Không sao ngủ đi nữa. Chưa đặt nốt ở bên điện. Đây là món xôi gấc đầu tiên mà Vũ Khải làm đấy các bạn này. Nhân ngày lễ Valentine đấy. Ngày lễ tình nhân đây các bạn. Này là ngày lễ tình yêu nên là Khải sẽ làm món. Sao mà lần đầu tiên ăn xôi gấc đây các bạn.
To quá. Sao vẫn ngon không nào? Wow. Các bạn sẵn đã ăn được hết cả nửa đĩa rồi đây này các bạn này. Sao vẫn nữa không nào? Vẫn ăn nữa hả? Thế rồi nhá, được rồi, to rồi đấy. Ăn sữa nhá Sam, uống sữa nhá. Mình gặp chiến đấu tốt. Ăn cái gì non lâu lắm à. Sữa đi. Nó giữ. Không sao ngồi đi nữa. Rồi các bạn ơi, sau khi Sam ăn xôi gấc và sữa đã no rồi đấy. Bây giờ bố Khải cũng xin tạm dừng video đây. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Bye bye các bạn. Bye bye.